Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomat. Trong clip ngày hôm nay thì Ecomat sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bác mẫu bình nóng lạnh với dung tích là 30 lít đến từ thương hiệu Ariston. Và đây là dòng bình nóng lạnh cao cấp được tích hợp nhiều những cái tính năng thông minh. Thì các bác hãy cùng em tìm hiểu cái mẫu này xem nó như thế nào và giá thành ở thời điểm hiện tại ra làm sao nhé. Và hiện tại thì bên em có trưng bày cái mẫu này tại địa chỉ là siêu thị điện máy Ecomat Đông Anh, km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh. Để được tư vấn trực tiếp thì các bác có thể liên hệ đến số hotline 0974 1785 86 hoặc là kết nối Zalo thì bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn cho nhà mình ạ. Cảm ơn các bác. Với mẫu bình nóng lạnh Ariston với mã sản phẩm là AN2 30 lắc AG cộng và đây là dòng bình nóng lạnh cao cấp, nó được trang bị công nghệ ion bạc kháng khuẩn cho nước nên là khi mà các bác sử dụng thì nó rất là an toàn cho làn da khi mà nhà, mà nhất là nhà có trẻ nhỏ nữa nha các bác nhá. Với thiết kế của dòng bình này thì nó sẽ là dòng bình vuông, thiết kế là vuông luôn ạ. Nó sẽ bo viền, bo góc bốn cạnh đây, nhìn khá là đẹp và sang trọng. Và với dung tích là 30 lít thì các bác có thể sử dụng cho gia đình từ 3 đến 5 thành viên. Dòng này thì nó sẽ có kích thước chiều cao sẽ là 46,1 cm, chiều rộng là 42,5 và độ dày của nó, chiều sâu nó sẽ là 35,3 cm các bác nhá. Cái trọng lượng của bình thì nó sẽ nặng khoảng là 13 cân. Và mẫu này thì nó sẽ có xuất xứ tại Việt Nam. Thời gian bảo hành sẽ là 2 năm phần điện và bảo hành 7 năm ruột bình cho nhà mình. Tuy nhiên thì trong cái quá trình bảo hành thì các bác lưu ý giúp em là mỗi 1 năm các bác sẽ xúc rửa ruột bình và thay thanh magie một lần để được đảm bảo cái bình của nhà mình, cái ruột bình nó được bền bỉ theo thời gian, cũng như là để được hưởng đúng cái chính sách bảo hành của hãng. Với cái thiết kế của dòng này thì mặt phần trước của nó thì nó sẽ là màu đen nhám nha các bác nhá. Màu đen nhám, và còn xung quanh thì nó sẽ là bằng nhựa bóng màu trắng. Dòng này thì ruột bình của nó thì sẽ là ruột bình bằng inox, ruột bình tráng titan và được tráng thêm một lớp ion bạc AG cộng. Nó sẽ giúp diệt khuẩn cho nước trong cái quá trình mà các bác sử dụng. Nó sẽ diệt những cái vi khuẩn, những cái virus và những cái tác nhân gây ra những cái bệnh dị ứng về da là nó sẽ tiêu diệt được. Ngoài ra thì với cái thiết kế thanh đốt của nó thì sẽ là thanh đốt bằng đồng nguyên chất và có trang bị hệ thống chống giật nên là khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là an toàn rồi. Phía bên dưới của bình các bác có thể quan sát cho em ạ. Nó sẽ có hai van nước, một van nước lạnh là van nước đầu vào và một van nước nóng là van nước đầu ra. Và đối với những bác ở khu vực Hà Nội thì Ecomat có vận chuyển và lắp đặt tận nhà cho các bác, được tặng cả công và vật tư lắp đặt bao gồm là hai dây mềm và hai kép nối inox. Còn đối với dòng này thì nó sẽ có cái bảng điều khiển ở phía mặt bên trên. Nó không phải như những cái dòng thông thường là có nút bấm hoặc là nút xoay. Như dòng này thì nó sẽ là bằng điều khiển cảm ứng từ nút nguồn tăng giảm nhiệt độ. Có hai đèn báo cho các bác nhé. Một đèn báo là máy đang hoạt động và một đèn báo là nước đã sẵn sàng. Ngoài ra thì với cái chế độ sử dụng cho trẻ em thì nó sẽ có với cái nhiệt độ nước khoảng tầm là 45 độ, khá là phù hợp để các bác có thể điều chỉnh và sử dụng ở trong những cái trường hợp nhất định. Và với cái mức giá ở thời điểm bây giờ khi mà các bác mua được tặng trọn gói cả công và vật tư lắp thì nó đang chỉ rơi vào khoảng tầm là xấp xỉ 3,8 triệu thôi. Đó thì các bác có thể liên hệ ngay đến Ecomat để được sở hữu cái bình nóng lạnh của Ariston được sản xuất từ công nghệ của Ý nha các bác nhé.